Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với làm một bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ. Vận dụng những kinh nghiệm về cách làm một bài thơ đã học ở lớp 6, lớp 7 để làm một bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ. Hướng dẫn quy trình viết đề bài. Làm một bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ thể hiện cảm xúc của em về một sự vật hoặc hiện tượng nào đó trong cuộc sống. Bước 1, trước khi viết, đọc lại những bài ấy thơ ở phần đọc để học cách thể hiện cảm xúc về cuộc sống của các nhà thơ. Quan sát cuộc sống xung quanh để lựa chọn bất cứ đề tài nào gợi cho em nhiều cảm xúc. Bước thứ hai, tìm ý tưởng cho bài thơ. Chú ý đến sự vật hiện tượng đã để lại trong em ấn tượng cảm xúc sâu sắc nhất. Xác định cảm xúc được gọi nên từ sự vật hiện tượng, ví dụ cảm xúc vui tươi khi được quây quần cùng người thân ngày Tết, niềm bâng khuâng xao xuyến khi hoa phượng rực đỏ sân trường. Bước 3, làm thơ. Chọn từ những miêu tả âm thanh, mùi vị, màu sắc, hình ảnh của sự vật hiện tượng để thể hiện cách nhìn, cách cảm sự vật hiện tượng. Dùng từ láy hoặc các biện pháp thu từ như nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ, nói quá, nói giảm, nói tránh, đối lập để tăng hiệu quả biểu đạt của hình tượng thơ. Thay thế những từ ngữ đã có bằng những từ ngữ khác có nghĩa mà vần giống hoặc gần nhau để gieo vần cho bài thơ, ví dụ như mình, tình, đông, hồng. Lựa chọn từ ngữ dấu câu để tạo sự ngắt nhịp linh hoạt sao cho thể hiện được chính xác tình cảm, cảm xúc của em. Đọc diễn cảm các câu thơ đã viết, lắng nghe xem giọng điệu có phù hợp với cảm xúc mà em muốn thể hiện hay không. Chúng ta đến với bài thơ tham khảo như sau. Mùa thu, mùa thu nhẹ tới, cơn gió mát, cuốn lá vàng theo mây trôi đi, hương cúm mới bay vào ngõ nhỏ, đôi mắt em thơ hồ trong veo. Bài thứ hai là thế giới nằm qua. Thế giới năm qua bao tai ương, chiến tranh khủng bố khắp muôn phương, thiên tai dịch bệnh liên miên mãi, tang tóc đau thương nối tiếp nhau, chúng ta hãy cùng đoàn kết lại, nắm tay nhau chống chiến tranh, tình thương chia sẻ là sức mạnh, bao nhiêu thảm họa cũng tan nhanh. Chúng ta đến với bước thứ tư, văn chỉnh sửa và chia sẻ. Dùng bảng kiểm bên dưới để kiểm tra nội dung và hình thức của bài thơ. Bảng kiểm hình thức và nội dung của bài thơ 6 chữ hoặc 7 chữ. Hàng thứ nhất, tiêu chí gồm mật đạt, chưa đạt. Phần hình thức có các dòng thơ 6 chữ hoặc 7 chữ có nhan đề phù hợp với nội dung văn bản, sử dụng được ít nhất một cách gieo vần, sử dụng một số biện pháp tô từ. Các từ ngữ trong bài thơ thể hiện chính xác điều người viết muốn nói. Các hình ảnh trong bài thơ sống động, thú vị. Có độ dài tối thiểu 4 dòng thơ, mỗi dòng 6 chữ hoặc 7 chữ. Về phần nội dung, bài thơ thể hiện được một trạng thái cảm xúc, một suy ngẫm nào đó về thiên nhiên hoặc con người. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy nhé.